Rồi, hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì hiện tại chúng ta đang đứng đây là ngã 6 Phù Rổng ha các bạn. Thì trưa hôm nay chúng ta sẽ đi từ trung tâm quận nhất về đến ngã tư An Sương ha. Quay lại con đường được xem là dài nhất và trong gai nhất, có mật độ giao thông dày đặc các bạn. Đó là con đường Cách mạng tháng 8 ha. Trước mặt chúng ta đây là đường Cách mạng tháng 8 ha các bạn. Nối với đường Trường Chinh sẽ trải dài qua 6 quận về đến ngã tư An Sương ha. Kết nối với quận 12 sẽ về đến Hóc Môn, Củ Chi và Tây Ninh luôn ha các bạn. Bên phía bên kia là đường Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Trãi. Đường này là đường Nguyễn Thế Học đi qua bên quận 4 ha. Đây là cà phê Starbucks ngay chỗ khách sạn New World đi vô trung tâm chợ Bến Thành ha các bạn. Còn đường này là đường Lý Tự Trọng, năm xưa là đường Gia Long ha, con đường chuyên kinh doanh mua bán xe gắn máy rất là nổi tiếng thời xưa. Rồi chúng ta đi các bạn. Từ ngay bùng binh trung tâm quận nhất ha, ngã 6 Phù Rổng, chúng ta đi đường Cách mạng tháng 8. Đây cũng được xem là con đường của tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương nha các bạn. Mình giới thiệu về cái bến xe, cái tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương luôn. Phải chúng ta đây là một cái trung tâm ca nhạc, ca múa nhạc kịch ha, có tên là Trống Đồng các bạn. Bên phải là Liên đoàn Lao động thành phố. Hàng loạt căn nhà được dỡ bỏ ha. Đây là cái bên hông cổng sau của công viên văn hóa Tàu Đàn ha các bạn. Thì đây cũng được xem là cái nhà ga đầu tiên sau Bến Thành ha. Đây là nhà ga S2, nhà ga số 2 của tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương các bạn. Bao che lại hết rồi ha. Trong dự án thì tuyến metro đi qua đây sẽ lấy khoảng 2.000 mét vuông đất cái công viên văn hóa Tàu Đàn đó đó. Tốn hạ gần 33 cây trên 100 năm tuổi nha các bạn. Ta đến góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai với lại đường Cách mạng tháng 8 ha. Năm xưa đường Cách mạng tháng 8 này là đường Lê Văn Duyệt nha. Đường Nguyễn Thị Minh Khai này cũng là tuyến đường huyết mạch của Sài Gòn và rất là dài ha. Trong video này mình sẽ quay cái con đường thứ hai, đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai, Xô Viết, Nghệ Tĩnh ha, chạy về đến cầu Bình Triệu. Còn đây là con đường được xem là con đường gai góc nhất trong cái những con đường của Sài Gòn về mật độ giao thông. Mình tranh thủ đi giờ này khoảng 1 giờ nha các bạn. Nó vắng vắng dễ đi, chứ đi cao điểm đường này 7 giờ sáng hoặc là 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thì đi không nổi. Cắt ngang đường này là đường Nguyễn Đình Chiểu ha các bạn.
là có cái tượng đài của Thích Quảng Đức ha. Bây giờ này thôi mà cũng muốn chạy xe đi sale rồi. Được xem là con đường ám ảnh đối với dân văn phòng đi làm ha, những người từ ở quận 12, Tân Bình, Tân Phú, thậm chí là Hóc Môn ha, chạy về trung tâm của quận nhất làm văn phòng ở quận nhất ha. Chúng ta đi qua cái ngã tư này là ngã tư Điện Biên Phủ ha các bạn. Đây là góc ngã tư Điện Phủ giao nhau với Cách Mạng 8. Tiếp tục thì cái tuyến metro này có tổng chiều dài khoảng 11 cây số các bạn, từ Bến Thành ha về đến Tham Lương, cầu Tham Lương, trải qua 6 quận: quận nhất, quận 3, quận 10, quận Tân Bình, Tân Phú. Chúng ta đến cái vùng bên này là vùng bên dân chủ ha các bạn. Mật độ giao thông từ lúc 1 giờ trưa, 1 giờ hơn rồi. Đó, đi thẳng là chúng ta đi vô xe lửa ha. Ra xe lửa mình đã quay các bạn xem rồi đó, đi đường Nguyễn Phúc Nguyên. Chúng ta đi thẳng luôn đường Cách Mạng tháng 8 ha. Bên phải chúng ta trực thuộc quận 3, bên trái trực thuộc quận 10 ha các bạn. Tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương có tổng kinh phí đầu tiên được duyệt vào năm 2010 thì phải, 2010 các bạn, có tổng kinh phí là 1,3 tỷ đô. Tương đương bây giờ mà đổi ra đó là khoảng 20 mấy ngàn tỷ ha. 28 ngàn tỷ Việt Nam đồng. Được duyệt từ năm 2010, bây giờ 2023, 13 năm các bạn. Vẫn u như kỹ là y như cũ. Tuyến Bến Thành Tham Lương này có tổng cộng là 11 nhà ga và một cái depot 10 nhà ga ngầm các bạn. 10 nhà ga ngầm từ Bến Thành và một nhà ga nổi là ngay chỗ ngã ba Mũi Tàu đường Cộng Hòa đó, chút chúng ta sẽ đi tới ha. Và một cái depot cuối cùng là ở chỗ quận Tân Phú, depot Tham Lương, cầu Tham Lương. Đây, trên con đường Cách Mạng tháng 8 cũng như đường Trường Chinh đi qua 6 quận ha. Thì để làm cái tuyến metro số 2 đó thì phải giải tỏa gần 600 căn hộ các bạn, với cái mức giá đền bù năm 2015 nó khoảng 150 triệu một mét vuông, so với mật giá bây giờ. Mình mới tham khảo cái giá trên con đường Cách Mạng tháng 8 và Trường Chinh này thì giá dao động thấp nhất là 150 triệu và cao nhất là 600 triệu một mét vuông nha các bạn. Thì tính ra trung bình là khoảng 300 triệu một mét vuông. Đây ha các bạn. Thì đâu đó là
500 hộ đã nhận tiền đền bù rồi, còn khoảng chừng trăm mấy căn nữa là vướng mắt các bạn. Thủ tục giấy tờ rồi một số không chịu giá đền bù. Một số bà con kiều bào ở tất cả các nước trên thế giới họ không về kịp. Thủ tục giấy tờ nó đủ thứ lỉnh kỉnh hết. Tất cả các dự án ở Việt Nam làm đều vướng mắc cái phần giải tỏa mặt bằng. Bên trái chúng ta đây là chợ Hòa Hưng ha các bạn. Nơi đây buổi sáng, buổi chiều học sinh đi về thì thôi khỏi nói luôn, kẹt khủng khiếp. Đường này áp lực lắm các bạn. Sài Gòn có tổng là 8 cái tuyến metro đường Việt. Trong khi cái tuyến metro số 1 giờ đến giờ này vẫn hơn 15 năm, gần 15 năm, 14 năm. Mới chạy thử à. Còn cái tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương vẫn còn xa vời quá các bạn. Hai ba năm trước mình có quay rồi, bây giờ ba năm sau quay lại u như kỹ là y như cũ. Chúng ta vẫn đang đi trên đường Cách Mạng 8 ha, bên tay trái nó sẽ trực thuộc quận 10 và bên phải là quận 3 ha các bạn. Và bên trái chúng ta đây là có cái công viên Lê Thị Riêng ha. Công viên Lê Thị Riêng thì năm xưa trước năm 75 nó có tên là Nghĩa Trang Chí Hòa, tại vì nó nằm gần ngay chỗ cái trại giam Chí Hòa các bạn. Và ngày xưa dân Sài Gòn thường gọi là nghĩa địa Đô Thành. Tại khu quận 3 này là thuộc Đô Thành các bạn, Đô Thành Sài Gòn ha. Đến năm 1983 thì cái công viên nó được cải tạo, nghĩa trang nó được cải tạo lại rồi làm thành cái công viên mang tên là công viên Lê Thị Riêng. Đường này kinh doanh mua bán quần áo, nói chung là kinh doanh đủ thứ mặt hàng, quần áo, giày dép là chủ yếu. Chúng ta đã bước qua địa phận của quận Tân Bình ha các bạn. Qua khỏi ngay chỗ cái công viên văn hóa Lê Thị Riêng đó là bắt đầu chúng ta bước qua địa phận của quận Tân Bình. Giờ này là 1 giờ ha, mình tranh thủ đi giờ này để không có bị kẹt xe, để dễ quay. Đây được xem là tuyến đường áp lực giao thông dày đặc, mật độ giao thông liên tục từ ngày đến chiều đến đêm, chỉ có vắng vào lúc giờ trưa giờ này với lại tối khuya 11 giờ 12 giờ thôi. Cắt ngang đường Phạm Văn Hai ngay đây gọi là ngã ba ông Tạ các bạn. Trong video trước mình đã có nói với các bạn rồi đó, video rồi cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đó, ngã ba ông Tạ ha. Quẹo đường đó chúng ta đi ra đường Hoàng Sa,
tạ là một lan y ha, chuyên buôn bán kinh doanh thuốc nam chữa trị cho người nghèo từ thời Pháp rồi. Mấy cái ngôi trường cấp 2, cấp 3 chiều học sinh tan trường ra thì ôi thôi khiếp đảm. Tuyến metro số 2 dẫn trong vô vọng, chưa biết ngày khởi công luôn, giải phóng mặt bằng còn chưa xong là lấy đâu khởi công. Đây các bạn, bên trái chúng ta đây là bệnh viện Thống Nhất ha. Trong cái video khám phá về quận Tân Bình mình có nói rồi, bệnh viện Thống Nhất ha, trước năm 75 đó là bệnh viện mang tên bệnh viện vì dân, do bà vợ của ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đây là ngã tư Bảy Hiền ha các bạn. À, đến khúc này là hết đường Cách Mạng tháng 8 nha, chúng ta không đi thẳng được, chúng ta phải quẹo phải ha. Khúc này giải tỏa hết các khu kiosk rồi ha. Video trước quay về kinh Nhiêu Lộc đó thì cái đường Lê Bình, mình có nói đường Lê Bình đó, thì quẹo vô đường Lê Bình này là chúng ta chạy khoảng chừng 200-300 mét là đến ngay chỗ cái đoạn đầu mình đứng ha các bạn. Trước mặt chúng ta là trung tâm văn hóa thể thao quận Tân Bình, cũng như là trung tâm triển lãm và hội chợ của Tân Bình ha. Trung tâm triển lãm thì khi xưa cái trung tâm triển lãm với cái hội chợ nguyên cái quỹ đất đây là cái nghĩa trang quân đội thời Pháp ha các bạn. Video khám phá Tân Bình mình có nói rồi á, chúng ta phải ôm chọn nguyên cái khu triển lãm này mình mới kết nối vô lại cái đường mới. Chúng ta đi hết đường Cách Mạng 8 ha các bạn, để chuẩn bị kết nối vô đường có tên là đường Trường Chinh. Đường Cách Mạng tháng 8 nối với đường Trường Chinh. Con đường trải dài qua 6 quận, quận nhất, quận 3, quận 10, quận 12, Tân Bình, Tân Phú. Bên trái là trung tâm văn hóa thể thao quận Tân Bình. Một giờ mấy đường xá lúc nào cũng vậy, đông. Mình canh giờ này là để đi quay chứ còn giờ cao điểm quay không nổi. Đi hết con đường 10 từ ngã 6 Phù Đổng đó bắt đầu chúng ta đi đó, mà về đến ngã tư An Sương là khoảng 12 cây các bạn. Chúng ta quẹo vô chính thức đường này là đường Trường Chinh ha.
kết nối với lại đường Cách Mạng Tháng 8 ha. Thì quận Tân Bình và quận Tân Phú được xem là hai quận có hộ đền bù và giải tỏa và di dời đi khá là cao ha, trên 90% rồi các bạn. Chỉ có khu vực quận nhất và quận 3 ha, quận 10, quận 3 là vướng mắc khúc mắc về giấy tờ, hơn 100 hộ dân chưa thỏa mãn. Và một số bà con kiều bào ở nước ngoài họ chưa về được, còn vướng nhiều lắm, vướng nhiều đủ thứ. Rồi ngay cái nút ngã ba này là điểm nóng luôn đó các bạn, kẹt xe liên tục, đường Trường Chinh với đường Hoàng Hoa Thám ha. Góc này đèn xanh đèn đỏ mà hư, cảnh sát giao thông không có, trời mưa xuống là thôi là thảm họa luôn á. Đó là điểm đen á. Đang đi trên đường Trường Chinh ha, đây là trực thuộc quận Tân Bình rồi. Qua cái công viên Lê Thị Riêng là bắt đầu bước qua địa phận Tân Bình ha. Tuyến metro số 2 chạy qua 6 quận, quận nhất, quận 3, quận 10, quận 12, Tân Bình, Tân Phú. Bằng mỗi nhà giờ vô từ 10 đến 12 mét. Có một số nhà họ già giờ còn sống được, chứ còn cái nhà ngắn giải tỏa xong là mất luôn nguyên căn nhà để di dời đi chỗ khác. Giờ giá đền bù dao động từ 150 triệu đến 600 triệu một mét vuông, căn cao nhất. Những căn đó chắc trực thuộc quận nhất và quận 3. Khúc điểm đen thứ hai, nghe vào quẹo quá. Mũi Tàu, Trường Chinh với Âu Cơ ha các bạn. Đây là điểm đen đặc sạch luôn. Ra đến khúc này giống như thắt cổ chai vậy. Đường nó nhỏ, kinh doanh buôn bán san sát nhau. 1:30 nha. Nắng nóng mà người vẫn đi ào ào ào. Cặp với số trúng bậy rồi.
số, toàn mua vé số mấy người đi bán hàng rong, người già lớn tuổi lại cục tay cục chân, chứ còn mấy cái chỗ đại lý vậy là mình chưa bao giờ mua. Đây là góc ngã tư Tân Kỳ, Tân Quý với lại Trường Chinh đó các bạn. Cá lóc đó, chỗ đó video mà cá lóc nướng mình quay cho các bạn. Đây là đường Tân Kỳ, Tân Quý nha. Quẹo trái bên rảnh. Chỗ này hay có cảnh sát giao thông lắm mà giờ này nghỉ đi đâu hết rồi. Chỗ này cũng là một điểm nóng, kẹt xe liên tục. Quẹo trái đường Tân Kỳ, Tân Quý đó, vô khoảng chừng 100m là tới chỗ cá lóc nướng ha các bạn. Con đường chuyên kinh doanh bán cá lóc nướng. Không, tôi giải tỏ cho cái tuyến metro số 2. Giờ vô sạch sẽ hết rồi. 13 năm từ khi phê duyệt năm 2010, bây giờ là 2023. Chúng ta ra đến cái ngã ba mũi tàu ha các bạn. Tiếp tục trên đường Trường Chinh ha, nối dài. Trước mặt chúng ta đây là hành lang của sân bay Tân Sơn Nhất ha các bạn. Video khám phá về quận Tân Bình, chúng ta có đi đường Trường Chinh này rồi ha. Đó, tuyến metro sẽ có nhà ga nổi ngay khu vực này các bạn, gần sân bay ha. Một giờ rưỡi, 2 giờ trưa, nắng chang chang, đường phố Sài Gòn, trên con đường Trường Chinh, Cộng Hòa. Từ ngã 6 Phù Đổng chúng ta chạy xuyên suốt ha, một con đường thẳng nối giữa quận, nối giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với lại đường Trường Chinh, đến ngã tư An Sương khoảng 12 cây, đi qua 6 quận ha các bạn. Nếu chúng ta quẹo phải là chúng ta đi về quận Gò Vấp nè, đường Phạm Văn Bạch. Đến đây là chúng ta chuẩn bị đến cái cầu Tham Lương ha, cầu qua cầu Tham Lương là chúng ta đến khu vực quận 12, đến ngã tư An Sương. Đây, cầu Tham Lương là chúng ta đến cái depot cuối cùng. Đó, đi thẳng từ đây một phát một là về đến huyện Hóc Môn, đi qua huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi và về đến Tây Ninh, đi về cửa khẩu luôn ha, thông qua quốc lộ 22 đó các bạn. Con đường này giờ thấy rộng rồi chứ đến chiều hoặc buổi sáng này thôi đông kinh khủng luôn. Đến chiều là cao điểm nhất là có thể chạy lên lề. Metro nó còn chạy suốt tới đây á các bạn. Đi
Lương là hết ha, kết thúc cái depot cuối cùng ngay cầu Tâm Lương. Rồi kết thúc ở đây nha các bạn. Toàn bộ cái tuyến đường metro số 2 Bến Thành Tham Lương ha, đến cầu trước mặt chúng ta đây là cầu Tham Lương ha. Đó. Và chúng ta đi từ ngã 6 Phù Đổng về đến đây ha, khoảng 12 cây số các bạn. Thôi giới thiệu cho các bạn về cái tuyến đường metro số 2 Bến Thành Tham Lương ha. Với lại con đường được xem là con đường có tính giao thông dày đặc và dài nhất ở Sài Gòn, kết nối giữa đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Trường Chinh này ha các bạn. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.